Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài Sử dụng Casio. Xử lý dạng toán đạo hàm. Lưu ý, để xử lý các bài này chúng ta chỉ tốn khoảng 30 giây để xử lý. Rất nhanh, 30 giây. Và thao tác chúng ta cần biết chính là phải biết sử dụng tổ hợp phím. Để tính đạo hàm tại một điểm. Yêu cầu thứ hai là thành thạo biến đổi phù hợp để chúng ta có thể sử dụng tổ hợp phím trên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với ví dụ đầu tiên. Bài toán cho biết khi x bằng x0, f phẩy của x0 bằng 4 với fx là bằng x bình cộng 2x trừ 81. Vậy đề bài hỏi là x0 bằng bao nhiêu? Đầu tiên ta sẽ sử dụng phím tính đạo hàm tại một điểm. Shift đạo hàm tại một điểm. Rồi sau đó ta nhập biểu thức vào trong ngoặc. X bình phương cộng 2x trừ 81. Rồi để tìm bằng x, ta sẽ nhập vào cái điểm cần thay vào là chữ x. Và ta sẽ cho nó bằng đề bài cho cái giá trị này bằng 4. Bây giờ ta sẽ giải x bằng cách là bấm chữ shift show. Hầu như bằng. Chúng ta sẽ thu được bằng 1. Vậy tại x bằng 1 thì đạo hàm của hàm số này sẽ giá trị bằng 4. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án C cho câu hỏi này. Đến với ví dụ 3. Tính đạo hàm tại điểm x bằng 0 của hàm số 3x chia cho 1 cộng trị đối của x thì đầu tiên ta sẽ nhập biểu thức trên vào máy. Bây giờ mình sẽ bấm phím shift đạo hàm. Bây giờ mình sẽ bấm phân số 3x chia cho 1 cộng. Bây giờ để trị đối x bấm shift abs của x. Bấm thay tại điểm x bằng 0. Đây, ngay lập tức máy sẽ báo lỗi là tại vì hàm số không có đạo hàm tại điểm x bằng 0. Thay vì tính đạo hàm tại điểm x bằng 0 thì ta có một ý tưởng rất hay, đó chính là ta sẽ tạo tính đạo hàm tại các điểm rất gần với số 0. Tức là mình sẽ lấy ví dụ như chỗ này là số 0 thì chúng ta sẽ có thể cộng thêm 10 mũ trừ 7 chẳng hạn. Là một số rất nhỏ. Đây, thì bấm dấu bằng. Đây, nó sẽ thu được kết quả là 2,99999. Thì rất là gần số 3 nên chúng ta sẽ biết ngay đạo hàm tại điểm x bằng 0 của hàm số trên được kết quả bằng 3. Vậy chúng ta sẽ chọn ngay phương án D. Đến với ví dụ tiếp theo thì bài toán cho chúng ta xác định đạo hàm của một hàm số. Thì thay vì chúng ta sẽ dành thời gian giải tự luận, chúng ta sẽ sử dụng những công cụ mà máy tính đã cho sẵn chúng ta cho tiết kiệm thời gian đó. Chúng ta sẽ sử dụng kiến thức như sau. Sử dụng máy tính cho phép chúng ta tính được đạo hàm tại một điểm bằng cách chúng ta sẽ nhập công thức như trên d trên dx của x0 thì chúng ta sẽ tính đạo hàm tại điểm x0. Vậy thì nếu gx là đạo hàm của fx thì ta sẽ suy ra được một điều rất đơn giản, đó chính là f phẩy tại x0 trừ đi gx0 sẽ bằng 0. Đây là một lưu ý rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng kiến thức trên. Đầu tiên mình sẽ nhập biểu thức yêu cầu đề bài cho vào. Bấm shift đạo hàm. Bây giờ biểu thức cho chính là x cộng 3 chia cho căn bậc 2 của x bình cộng 1. Rồi. Tại điểm mình sẽ thể chữ x ở đây. Bây giờ mình sẽ trừ đi, bây giờ mình sẽ nhận đáp án A trước. 1 trừ 3x chia cho x bình phương cộng 1.
nhân cho căn bậc 2 của x bình phương cộng 1. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm phím can. Bây giờ mình sẽ thay tại điểm 1. Bấm dấu bằng. Đây, các bạn thấy đây là một kết quả rất là nhỏ. Nếu kết quả nó có 10 mũ trừ 12, 10 mũ trừ 13, hoặc 10 mũ âm càng lớn, thì kết quả đó càng xấp xỉ về số 0. Nghĩa là đó chính là đáp án đúng. Bây giờ để chắc chắn hơn nữa, mình thử tại x bằng 2 chẳng hạn. Đây, bạn thấy không? Trừ 13. Vẫn rất sát kết quả đó. Vậy chúng ta sẽ chọn ngay phương án A là phương án đúng cho câu hỏi này. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho mình một đăng ký, một like và đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè của bạn nhé.